Xin chào các bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản và nâng cấp VIP trên website autosidingtelegram.com. Bước 1, các bạn truy cập website autosidingtelegram.com. Ở đây sẽ là nội quy website, hướng dẫn nạp tiền, bảng giá dịch vụ và hướng dẫn sử dụng. Các bạn có thể xem video hướng dẫn sử dụng. Đầu tiên các bạn click vào đầu trang. Sau đó các bạn click vào Create Account để tạo tài khoản. Các bạn điền tên đăng nhập. Mật khẩu, xác nhận mật khẩu. Sau đó các bạn click vào Create. Tài khoản của các bạn đã được khởi tạo thành công. Sau đó để nâng cấp VIP, các bạn click vào thông tin VIP. Ở đây chúng tôi đã để hướng dẫn nạp tiền. Có hai cách để nâng cấp VIP. Cách thứ nhất, các bạn kết bạn với Zalo hoặc gọi đến hotline 0877496688 để nhận được thông tin tài khoản và kích hoạt tài khoản các gói VIP. Cách thứ hai đó chính là các bạn có thể nạp tiền theo cú pháp mà chúng tôi đã hướng dẫn ở đây, là tên đăng nhập của bạn. Như vậy tài khoản sẽ được tự động nâng cấp VIP. Chúc các bạn thành công. Toolmarketing.pro chuyên cung cấp các dịch vụ mạng xã hội, ISO SEO chất lượng cao, dịch vụ Facebook, dịch vụ Instagram, dịch vụ TikTok, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ chạy quảng cáo Facebook, Google, Twitter, dịch vụ làm website giá rẻ. Liên hệ ngay website toolmarketing.pro, hotline 0877496688 để được tư vấn miễn phí.